Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà đến với kênh Thum Vlog nha cả nhà. Thì chủ đề hôm nay Thum cũng tiếp tục làm về bộ môn bài bắt xéo cả nhà. Sáng thì Thum mới lên tới. Hồi clip vừa rồi Thum đăng bài bắt xéo là Thum 7 khúc rồi đó. Bữa nay thì Thum 7 từ khúc chỗ này trở vô. Tại ngoài kia ngày hôm qua Thum 7 rồi. Nói chung mất xé thì còn nhiều lắm, nhưng mà Thum 7 không thì già vô mai chiều Thum quanh lại 7 nữa. Thì đầu clip hôm nay không có gì hơn thì Thum cũng chúc cả nhà mình được luôn luôn được nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công cuộc sống cả nhà. Giờ Thum lấy máy Thum mở cái tiếng kêu lên coi có cặp nào trả lời không nha.
Chim mà về lâu ghê, nó mới quằn tới còn lâu thật lâu mới dính cả nhà. Thêm giờ kêu khác cả nhà ơi. Chính cả nhà mình ơi. Đến giờ kêu khác cả nhà. Nãy thầm để trên thầm quýnh đá hụt cả nhà ơi. Thầm mới dời xuống dưới cỏ.
dính thì cả nhà mình, chỗ này còn con nữa, cái thùm gài lại cái nhau rồi sảy luôn đó nha, cái sáo chui ra rồi. Chỗ này nãy thơm quýnh sảy rồi, nó thơm bảy nó dính mà cái lưới nó bị rách ngay cái đầu, nó bị vướng diện đứt nhợ khúc đầu đó nha, sảy hết dám về luôn rồi. Thôi giờ cũng nắng rồi, thôi thơm bữa nay clip cũng ngắn ngắn cả nhà, thì cả nhà mình xem cũng thông cảm nha. Thôi thơm cũng chào tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà clip sau nha cả nhà. Nè nãy chỗ này nè, cây quay thêm còn dựng nè, giờ chỗ này nắng rồi, hồi nãy thơm quýnh đây đập sảy rách cái lưới, bung cái lưới chỗ này cả nhà, dính cái chui ra đây luôn. Giờ cũng nắng đó nha. Hôm chào tạm biệt cả nhà ơi, hẹn cả nhà lúc sau cả nhà.